Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review đồng hồ của Gen Watch. Và hôm nay mình sẽ nói về một sản phẩm đến từ thương hiệu Longines của Thụy Sĩ. Về danh tiếng cũng như chất lượng thì đây vốn đã là một trong những lựa chọn hàng đầu. Thương hiệu này rất thành công với những dòng máy cơ như là Breitling, Elegant, Master và mới đây là Record. Nhưng Longines cũng sở hữu những phiên bản máy Quartz hay còn gọi là máy pin dành cho những ai yêu thích thương hiệu này, nhưng còn hạn chế về ngân sách hay đơn thuần là ưu tiên sự đơn giản, thuận tiện và chính xác trong khi sử dụng. Một trong những sản phẩm như vậy chính là mẫu Breitling Quartz mà mình đang có ở đây. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem sản phẩm này có gì đáng mua nhé. Nhìn qua, chúng ta có thể thấy được Longines định vị đây là một wristwatch theo đúng nghĩa truyền thống, tức là một thiết kế đơn giản, mỏng, nhẹ, gọn gàng. Cụ thể là ở vị trí trung tâm chúng ta sẽ có bộ 3 kim giờ, phút, giây, dạng stick siêu mảnh. Góc 3 giờ sẽ là ô cửa sổ lịch ngày, góc 12 giờ là logo của thương hiệu. Xung quanh mặt số sẽ có các cọc số vạch, riêng vị trí 12 giờ sẽ là cọc đôi. Nhìn chung thì đây là một bố cục thiết kế kinh điển, đơn giản, gần như là tối giản và không thể bị lỗi mốt. Với những ai cần một mẫu đồng hồ sang trọng, thanh lịch để mang đi làm hoặc tới các sự kiện quan trọng thì đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời trong tầm giá chỉ khoảng 20 triệu. Để khẳng định được tính sang trọng tuyệt đối, Longines đã lựa chọn hoàn thiện bóng cho toàn bộ diện tích vỏ, đặc biệt là bezel 2 tầng dạng cong, vừa mang tính cổ điển, gợi nhớ đến những nét kiến trúc đặc biệt của Hy Lạp La Mã, vừa tạo ra hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt khi nhìn từ góc nghiêng. Các mắt dây cũng được thiết kế tròn, bóng và nhỏ, cực kỳ mềm mại và ôm tay. Dĩ nhiên là sẽ không thể thiếu được kiểu khóa bướm liền lạc, rất là thuận tiện khi làm việc bằng giấy và thoải mái khi là phối cùng các trang phục dài tay. Về bộ máy, Longines sử dụng máy Quartz L157. Đây là một bộ máy chạy pin tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Sản phẩm được sản xuất bởi ETA và sẽ hỗ trợ cả tính năng thông báo khi đồng hồ sắp hết pin là EOL. Với máy Quartz thì chúng ta sẽ không cần lo lắng về sai số, khả năng chống sốc cũng sẽ tốt hơn so với máy cơ. Đồng thời là đồng hồ cũng sẽ nhẹ và mỏng hơn như các bạn đang thấy ở đây. Bề dày của mẫu này chỉ là 5,5mm mà thôi. Chỉ cần thay pin mỗi khi đến thời điểm và ở Duy Anh thì bạn sẽ luôn luôn được thay pin miễn phí. Mẫu này sẽ có một đường kính rất dễ đeo cho cổ tay nhỏ và trung bình, đó là 38,5mm. Khoảng cách tai càng trên và dưới sẽ là 45,3 và độ mỏng như mình đã nói là chỉ 5,5mm sẽ phù hợp cho chu vi tay khoảng 15-17cm, ví dụ như mình là 16,5. Mẫu này cũng sẽ có các phiên bản mạ vàng, phiên bản dây da cũng như là biến thể số La Mã, các bạn có thể tham khảo thêm tại đồnghoduyanh.com. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ chính hãng sản xuất tại Thụy Sĩ bởi một thương hiệu danh tiếng, chất lượng hoàn thiện tuyệt vời và mang phong cách lịch lãm trong khoảng ngân sách 20 triệu đồng thì hãy đến với Duy Anh và lựa chọn Longines Breitling phiên bản máy Quartz. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.